Trên dưới máy xin giới thiệu với quý bà con về sản phẩm máy xay nước đá mini chuyên dùng cho quán cà phê hay là những chỗ mà ướp cá. Chất liệu của máy được làm bằng inox 374, motor 1.5 kW, sử dụng điện một pha, năng suất là 500-700 kg/h. Bà con có thể nhìn thấy là đá ra rất là nhỏ, đều và rất là nhanh. Mọi người chỉ việc bỏ đá vào là máy sẽ tự xay. Máy thương hiệu Takeo, sử dụng inox 100%. Bà con để xem, đá rất là ra là đều, tơi xốp, dùng để cho ướp các loại thủy hải sản.